Vâng, kênh Nhà Đất Hòa Hiệp xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu đến quý anh chị một miếng đất vườn có diện tích là trên 7.000 mét vuông nha, hơn 7 sào nha quý vị. Thì cái con đường đây chạy về tỉnh lộ 329 ha. Đường này chạy về tỉnh lộ 329 khoảng tầm hơn 1 km xíu thôi. Đường này cũng cho lên nông thôn mới thì cũng trong năm nay có lẽ cũng trải nhựa luôn quý vị ha. Đường này cũng được tầm 6-7 mét gì đó. Nó quy hoạch con đường này là chạy qua bên đường xuyên về Bình Châu trong ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Thì cái đất mình là có mặt tiền đường này, đường này tầm 3 mét thôi. Chạy dài vào trong khỏi mấy cái xe kia ha. Thì được tầm đường này được khoảng 30 mét chiều vào cái mặt tiền đường trong này. Còn đường này thì khá là dài đấy, để cùng Văn Trung đi khảo sát xem. Có lẽ là phải cả gần cả 100 mét đấy quý vị ạ. Hơn 100 mét đấy. Thì cái lô đất này được chào bán mức giá là 220 một sào nha quý vị. Cái đỏ ba gian quá là đẹp. Mình thấy cái lô đất này là tuyệt vời cho quý anh chị nào mua để trồng vào cây ăn trái này, ok luôn này. Cái lô đất mặt tiền này được khoảng cả 100 mét đấy quý vị ha. Nói chung là đất đỏ ba gian rất là đẹp luôn. Quý anh chị nào mua lô đất này mình vẫn có thể xây nhà ở đây, rồi trồng cây ăn trái thì tuyệt vời. Đây có giàn tưới tự động luôn này ha, giàn tưới tự động của cái vườn tiêu này luôn, tiêu có tiêu sẵn này. Quý vị anh chị nào mua lô này mà tiêu thì giờ thì rẻ, nhưng mà để tiêu xài, để tiêu mà say ăn thì chắc ăn không hết. Xin được chào bán, xin được nhắc lại cái mức giá là 220 triệu một sào. Thì cái này là trên 7 sào nha quý vị, có sổ đỏ luôn ha. Điện này, điện kéo vô cho khu dân cư này cũng điện kéo thoải mái luôn này. Tới đấy luôn à? Ồ, thế trả hơn 100 mét mặt tiền rồi. Hơn 100 mét mặt tiền nha quý vị. Lô này con đường là con đường này là mình chạy, có phải chạy xuyên ra ấp Phú Lâm của cái đường Bình Châu ấy nhỉ? Đường này từ đây mình chạy ra đây, cái đường kia khoảng bao nhiêu xa? Hai cây. Và mình chạy từ đây ra tới ấp Phú Lâm là 2 km nha quý vị. Và đường này cũng chuẩn bị làm nâng cấp trải nhựa đường, hiện tại hiện đang là đường đá luôn ha. Đường này chắc được, nếu mà nâng cấp đường này còn nâng cấp ra được mấy mét chị? Có làm thêm ra, có ủi ra. Chắc nếu như người ta làm đường thì người ta sẽ ủi vô chứ, để cho cái đường mình nó to hơn. Rồi đó. Ok, vậy là con đường này là khi mà ủi để làm nhựa lên nhựa thì có lẽ là tầm 6-7 mét gì quý vị ha. Mua lô đất này vẫn ok, ở trong đây có nhà này. Đúng rồi, ở trong đây có nhà quá trời luôn nha. Ở trong đây có nhà rất nhiều. Kiểu trong cái vườn dãy của mình thì mình nhìn nhà cửa nó cũng khó thấy. Điện đóm đầy đủ luôn ha. Rồi.
Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý chị nào mua lô đất này liên hệ cho Trưng số điện thoại 0786 596 778 nhé.